Chào các bạn. Các bạn ơi, chúng ta biết chuối là một cái trái đa vitamin. Những người mà người ta bị tim mạch, tiểu đường đồ ăn được hết nha các bạn. Thì hôm nay mình muốn thực hiện một cái ly sinh tố chuối. Mình bỏ vô một ít lê cây ma, nửa trái lê cây ma chín và một ít sữa tươi. Nếu các bạn muốn ăn ngon, đậm đà thì các bạn thêm một muỗng sữa đặc và một muỗng đường cát. Còn mình thì người già mình ngại đường, mình mượn ngọt ở trong trái cây mà mình không ăn ngọt bên ngoài. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng làm và cùng thưởng thức với mình nha các bạn. Xin mời. Nguyên liệu bao gồm có một trái chuối này các bạn. Chuối này là vitamin đa năng nha, nó nhiều vitamin lắm. Nửa trái lê cây ma, cái này lê cây ma chín rồi nè. Cái này là ăn nó bổ mắt, sáng mắt đẹp da. Nhưng mà đường nó hơi cao nha các bạn. Đây là một bịch sữa. Sữa tươi mình thích sữa tươi không đường, tại vì mình nhờ cái đường trong chuối và đường trong trái cây, mình không bỏ đường thêm. Nếu các bạn muốn ngon á thì các bạn bỏ thêm một muỗng đường và một muỗng sữa đặc nữa là vô cùng ngon luôn nha. Còn mình uống theo kiểu của người già, mình ngại đường cho nên mình không bỏ đường, không bỏ sữa đặc. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Lột trái chuối này ra nè. Chuối này là một cái trái chuối mà mình mua ở siêu thị, chuối già đô la đó các bạn. Mà nó thơm chứ nó không có ngọt lắm như cái chuối già hương của mình. Lột chuối bỏ vô nha. Mình loại chuối già của Việt Nam thì nó ngọt dữ lắm mà nó mau chín, còn cái chuối này nó lâu chín nha các bạn. Cái này mình lột nè. Này, cái hột nó to lắm. Mình cũng lột, mình gỡ, mình bỏ nó vô nha. Bỏ vỏ đi. Mình rửa tay sạch rồi nha các bạn. Bây giờ mình đổ sữa vô mình xay chung nha các bạn. Đây là sữa tươi. Sữa tươi không đường luôn á. Mình bớt đường các bạn, mình không ăn đường nhiều. Mỗi ngày mình tìm cách mình đưa vitamin vào cơ thể nha. Xay. Cái này xay mau lắm nha các bạn, khỏi có lượt luôn. Chuối và lê cây ma. Rồi mình đổ ra ly nha. Đi để tủ mát nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn uống đá thì mình bỏ ra cái ly lớn hơn, mình bỏ đá. Giờ mình để tủ mát để khi nào mình uống mà mình nó hơi lạnh lạnh mình uống, chứ bây giờ là chưa có phải giờ đúng giờ để cho mình uống. Rất là ngon luôn. Sinh tố chuối. Mời các bạn nha. Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình đưa vitamin vào cơ thể nha các bạn. Đây là một cái ly sinh tố chuối và nửa trái lê cây ma. Một bịch sữa tươi. Mình khỏi uống thuốc bổ. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng làm nha các bạn. Chuối thì